Hôm nay là tôi bắt đầu tôi triển khai cho đại chúng cái bài sám nguyên mạng. Dạ, mong rằng quý vị cố gắng học luôn cho thuộc. Bởi vì cái bài sám này nó rất là có ý nghĩa. Mà tất cả các vị xuất gia như chúng tôi thời trước khi đi vào chùa là phải thuộc. Khuya nào cũng quỳ trước cái Phật điện sau cái thời kinh Lăng Nghiêm mà để tụng cái bài này. Và tôi mong rằng quý vị cũng nên học thuộc. Bây giờ cái hành trang các vị thì cũng mong là mỗi một vị có một cái hành trang, để rồi khi mình có những cái sự việc gì trong cuộc đời, quý vị y theo đó, quý vị đọc, quý vị thấy nó nhẹ nhàng ra. Cái sám quy mạng, sám đó là có nghĩa là cái lời sám hối, lời phát nguyện. Chữ quy mạng nghĩa là đem cái thân mạng này để bảo đảm con quay về, đem cả thân mạng này con quay về. Thì chữ quy mạng là cái nghĩa của chữ Nam Mô. À, chữ Nam Mô thì nó có sáu nghĩa. Quý vị nhớ là chữ Nam Mô nó có sáu nghĩa. Trong đó có cái nghĩa quy mạng. Nghĩa thứ nhất là quy y. Nghĩa thứ hai là quy mạng. Nghĩa thứ ba là cung kính. Nghĩa thứ tư là lễ bái. Nghĩa thứ năm là cứu ngã. Nghĩa thứ sáu là độ ngã. Sở chỉ có sáu nghĩa như vậy cho nên đó, theo cái hàng lâm viện của đường Quyền Trang Tam Tạng Pháp Sư đó, mới ra cái điều kiện mà gọi là đa hàm bất phiên, nhiều nghĩa cho nên không có phiên dịch. Vậy mà để luôn cái chữ Nam Mô, thì khi cái hoàn cảnh nào thì dùng cái chữ Nam Mô ở hoàn cảnh đó. Thì ở đây cái chữ quy mạng nó như là Nam Mô, từ cái chữ Nam Mô dịch ra. Còn đem cái thân mạng con quay về nương tựa. Thì ngày xưa chúng tôi vô chùa là bắt buộc thuộc cái chữ Hán hết, thuộc cái phần chữ Hán là chính. Nhưng mà ngày nay thì may mắn là các vị tiền bối cũng đã dịch thuật ra cái chữ Việt ngữ rồi. Thành ra vậy mà mong rằng quý vị nào thuộc chữ Hán được thì tốt. Bởi vì thường thường á, mà các cái bài này ngày xưa là của các vị tổ mà chuyên về Hán Nôm viết ra, là cái nghĩa nó sâu sắc lắm. Dịch ra tiếng Việt thì cái quốc ngữ mình thì dịch ra thì dịch, nhưng mà nó không có hàm hết cái ý nghĩa được. Bây giờ đi, chúng ta đi từng câu. Quy mạng thập phương điều ngữ sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai biết thọ. Con quay về, con lấy cái thân tâm của con, thân mạng của con quay về nương tựa cho mười phương bậc điều ngữ sư. Điều ngữ sư hay nói chung là Phật. Không chẳng những với Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả mười phương ba đời chư Phật nào cũng phải có đủ mười cái đức hiệu. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Đẳng Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Một vị Phật thì bắt buộc phải đủ mười đức hiệu đó. Mà mười đức hiệu đó, đức hiệu cao cả nhất là từ Như Lai. Và cái đức hiệu gần gũi với hữu tình chúng sanh ta đó là Điều Ngự Trượng Phu, gọi là bậc Vô Thượng Sĩ. Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu. Như vậy thì cái Điều Ngự Sư đây đó, nó gồm chứa, đó là cái hàm ý mười cái đức hiệu của chư Phật. Cô đem thân mạng
con quay về đến tận mười phương bậc điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh di diệu pháp, diễn nói để xiển dương những cái pháp vi diệu thanh tịnh. Như vậy là con quy Phật quay về nương tựa với mười phương Phật, rồi quay về nương tựa với mười phương pháp, và cái điều đó là tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Con đem thân mạng con quay về nương tựa với tăng. Phật giáo ban đầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như mười phương chư Phật khi nói pháp thì ban đầu phải vận dụng phương tiện nói tam thừa, rồi có Thinh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, vận chuyển bánh xe pháp bằng cái cổ xe tam thừa. Rồi sau này các bậc tiền bối mới chia trẻ từ cái tam thừa đó, mới phân thêm ra làm hai thừa nữa là Nhân thừa và Thiên thừa. Vì vậy mà hiện tại các Phật tử bây giờ là đại đa số các vị là đang tu cho nó tròn cái đạo Nhân thừa, rồi để tiến lên học Phật thừa. Cho nên giống như mình cái tắc vậy đó, cái thừa đầu tiên là cái móng, và cái cuối cùng là cái đỉnh cuối cùng là ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, đạt tới cái quả vị Phật thừa. Cho nên vì vậy mà chúng ta được thường thường nói danh từ là chúng con hiện giờ đang tu nhân học Phật. Ngay bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng hiện giờ đang tu nhân học Phật, học để kết làm Phật, chứ còn sự thật làm Phật liền không được. Mà mình đang tu nhân, làm cho trọn, bồi bổ, tu bổ, chỉnh sửa cho tròn cái nhân cách làm người. Vì mà tiền bối nó dục tu Phật đạo, từ tiên tu nhân đạo Phật đạo. Nếu mà mình muốn tu cái đạo Phật thì trước tiên mình phải tròn cái đạo làm người. Dục tu Phật đạo là tiên tu nhân đạo, tiên đạo. Trước hết phải tu đạo làm người, làm tiên cho nó xong đi rồi mới tới làm Phật. Nhưng mà trong thời gian sau này tôi thấy tôi rất gần gũi với các Phật tử dễ gần hơn, là tại vì tôi nghĩ rằng bây giờ mình phải cho tròn đạo làm người. Làm người thì phải có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính. Làm người thì phải có ngũ thường. Làm người thì phải tròn ngũ giới, tam quy. Làm người thì phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Làm người thì phải kính trên nhường dưới. Nếu mà vị thầy tu nào mà cắt cái móng vững rồi đó, thì tất cả những cái pháp khác rất là vững vàng, và sống một cuộc đời không có hãi hùng lo sợ. Nên là các vị thấy không, khi tôi lên pháp tòa thì tôi là ông thầy, xuống pháp tòa tôi cũng đậu làm người. Vì vậy mà tôi không sợ ai gì hết, bởi vì mình không có hại ai, mình không có ghét ai, mình không có làm cho ai đau khổ. Thì như vậy thì sống cuộc đời này cứ mình sống nhà, sống thoải mái. Nói cũng vậy, mình không ác tâm ác đức, mình không có ác khẩu ác ý, thì cứ nghĩ sao nói vậy. Đừng có dùng hoa mỹ, đừng có cái hình tướng giả trang thiền tướng. Nên lúc sau này tôi sống tự tại, tự tại với các Phật tử. Mình cứ mình nghĩ mình càng tu nhiều á, cái người nào càng tu nhiều thì cái người đó hạ cái bản ngã nhiều chừng nào thì người đó nó dễ dàng, nó thuận duyên cho bước đường tu. Mấy mươi năm qua tôi cũng có khi tôi bị làm chấp ở chỗ này, thấy mình là người tu rồi cho nên mình phải thế này thế nọ. Nhưng mà cuối cùng là thấy mình vẫn không có giải thoát được, không có cởi mở được, không có gần gũi chúng sanh được, thì làm sao độ.
Vậy mà các Phật tử ngoài đời cũng vậy, nếu mình đi chùa là Phật tử rồi, khi mình trở về với cuộc sống bình thường, mình cũng phải bình thường. Đừng có thấy mình là Phật tử, đừng có thấy mình phải đóng cái tuồng, rồi mình thấy mình hơn người ta, thấy người ta ăn trộm, ăn cướp, thấy người ta lừa gạt, mình khinh bỉ người ta không có. Mình cần đổi để mình giáo hóa họ, đó là cái đạo Bồ Tát. Chứ còn phải là mình thấy mình là Phật tử là mình ngon rồi, mình là người đạo đức rồi, mình coi trời, coi đất không ra gì, coi kẻ ác, mình khinh bỉ nó, mà mình càng ghét nó, thì vô tình mình làm cho nó đi vào con đường tội lỗi. Vì vậy mà cái đạo Tam Thừa, hay là nói chung là cái bước đầu tiên là làm người. Làm người, làm trời. Làm trời có nghĩa là mình giữ gìn thân khẩu ý của mình. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, ý không tham, không sân, không si. Mà nói tiếng không vậy chứ tôi xin là sửa lại là tiếng bớt. Bớt tham, bớt sân, bớt si. Chứ nếu nói không thì thành rồi. Bớt. Mỗi một ngày tu mình bớt chút. Làm sao mình tu là phải tu tiến. Mình càng tu thì mình càng nhẹ nhàng. Mình càng tu mình càng thoải mái. Mình càng tu mình càng có an lạc. Thì đó là tu đúng. Còn mình tu càng tu mà càng thấy nóng nảy. Càng tu càng thấy khó khăn. Càng tu càng thấy nghi ngờ. Càng tu càng thấy gai gắt. Thì như vậy là mình tu cái đạo gì chứ không phải tu đạo. Vậy tôi khuyên mấy Phật tử, càng tu càng dễ dàng, càng tu càng có cái đượm nét từ bi, càng tu càng buông xả. Vậy thì mới tu theo đạo. Có nhiều khi mình tu kỹ đó, mình ăn muối tiêu, muối ớt, ngon lành lắm, mà mình rủa người ta để cạo gió. Như vậy thì chưa phải là đệ tử Phật chân chánh, đệ tử của ma. Khi nào phiền não là đệ tử của ma, khi nào an lạc, giải thoát là đệ tử của Phật. Quý vị nhớ vậy chứ quý vị tu được à? Cho nên làm sao quý vị giữ cái đạo làm trời, người rồi trời, trở phải lên trời, lên mây ở nha. Trời là cái tâm hồn tự tại, tâm hồn thoải mái, không có lo sợ, không có đau khổ. Mà muốn làm trời thì phải làm thiện. Mà làm thiện thì làm gì đi chăng nữa không ngoài 10 cái điều đó. Là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất y nữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất tham, bất sân và bất si. Đó là làm 10 cái điều đó. Ta không làm thì gọi là thập thiện nghiệp, hay gọi là hưởng phước báo của cõi trời. Rồi bây giờ như chúng tôi bây giờ nó đang làm thinh văn. Là thinh văn là tu cái pháp môn tứ diệu đế. Rồi bây giờ cái là vô cái thừa của thinh văn thừa. Nhận rõ cuộc đời này là khổ. Nhưng mà khổ từ đâu mà có? Từ cái khuôn tập của chúng ta, từ cái nghiệp của chúng ta tạo ra. Khổ nó có ba khổ là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Có những cái nỗi khổ này nó chất chồng cái nỗi khổ khác gọi là khổ khổ. Hành khổ là có những cái khổ nó hoành hành, nó vận hành trong tâm thức của mình. Đêm năm canh, lần nương dứt quế, nỗi buồn này ai dễ giết ai. Giết nhau chẳng kiếm lưu cầu mà giết nhau bằng cái u sầu độc chưa là hành khổ. Hoại khổ là mình đắm đuối đam mê cái thế giới vật chất. Đam mê tình thế gian, khí thế gian. Tình là tình đời, tình ái. Đam mê tình yêu của con người với con người là gọi là tình thế gian. Khí thế gian là đam mê vật chất. Mà được thì không nói gì. Mà được rồi nó cũng sẽ tiêu tan lên. Đau khổ thì gọi là hoại khổ. Đó là quả. Thì như vậy thì
cái khổ ngày hôm nay ta đang thừa hưởng đây là quả của cái nhân. Vậy thì nhân của khổ là cái gì? Là tập. Và tập là cái gì? Tập là tham, sân, si, mạn, nghi, giả, kiết. Đó là sáu cái căn bản của cái nhân ban đầu để mà đưa tới sự đau khổ. Là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là ác kiến. Rồi từ tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến đó, nó mới nảy sinh ra là phẫn, là hận, là phú, là não, là tật, là sang, là cuốn, là xỉm, là hại, là kêu, vô tàm, là quý, triệu cử, không trầm, giải đại, tan loạn, phong vật, bất chính tri. 20 món khổ nữa thì gọi là chi mạc phiền não. Từ cái cội gốc là căn bản là sáu thứ rồi, nó mới mọc lên, nó mọc lên nó chia ra thành 20 nhánh khổ thì gọi là chi mạc phiền não. Đó là cái nhân. Như vậy thì bây giờ người tu của mình đây nè, xuất gia cũng như tại gia, bây giờ muốn hết khổ thì sự thật không có khó. Chấp nhận bằng lòng cái quả của hiện tại, mà phải trồng cái nhân ngon ngọt hiện tại luôn, để rồi ngày mai nó được cái quả nó an lạc. Chứ bây giờ mình khổ, sinh ra cuộc đời này khổ quá rồi, thở nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi biển nương dâu. Trăng răng cho đến bạc đầu tử sanh kinh cổ nó làm nao mấy lần. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc. Mà tôi thấy mấy ông Việt Nam ngồi đây không ông nào mà tóc đầy đủ hết trên trời. Như tôi cạo thì không thấy thôi, chứ còn thấy ông nào cũng lưa thứ đó. Là bởi thành với bại. Bởi thành với bại. Mà hầu cằn mái tóc. Như vậy thì bây giờ rõ ràng sanh cuộc đời này không ai sướng hết. Sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ, cầu không được với ý khổ, yêu thương mà không gần nhau được khổ, ghét mà gặp nhau khổ, ngủ ấm, nằm ấm mà nó chống trái nhau khổ. Biết được vậy rồi thì bây giờ muốn dứt cái nhân khổ, muốn dứt cái quả khổ trong tương lai đó, thì bây giờ hiện tại của mình đây nè, chấp nhận bằng lòng cái quá khứ đã qua, mà bây giờ mình thờ hưởng đi, và bây giờ mình mới gọi là tu. Vậy thì cái tu hành ban đầu của chúng ta là cái gì? Thôi thì chúng ta tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, học pháp môn nào tu pháp môn đó. Cho nên tôi nói với Thanh Đạo, Thanh Đạo tôi giảng là tôi đã phá hết, nhưng tuy nhiên mấy vị Phật tử phải hiểu ý của thầy. Thầy nói là chuyện của thầy, còn mình cái pháp môn nào nó thuận duyên cho mình tu, mình có an lạc thì mình cứ tu. Như vậy là người Phật tử chân chánh. Chứ không phải mà nghe thầy nói chứ không phù hợp với mình, cái là mình giận lên cũng phải. Bởi vì vô lượng pháp môn tu, vô biên phiền não đoạn vô lượng pháp môn tu. Tại vì nó vô lượng phiền não cho nên nó mới có vô lượng pháp môn tu. Mà bây giờ mình đòi theo cái của mình không được, bởi vì bệnh chúng sanh mỗi người nó có bệnh khác nhau. Cái gì nghĩ phải không? Ai thích hợp pháp môn nào thì tu pháp môn đó. Mà đã là một pháp sư thì không có chuyên một pháp môn nào hết. Bởi vì pháp sư là đại Phật Tiên Dương thay Phật mà nói pháp, thì phải nói tất cả các pháp, mà tất cả các pháp để quy về một pháp, chứ không phải mà nói một pháp cũng đủ, mà nói tất cả các pháp để quy về một pháp. Như vậy thì bây giờ chúng ta tu cái gì mà chúng ta hết khổ là được. Cho nên có Phật tử hiểu đạo mà hiểu không tới, tôi nói cái thà cái người hiểu cho tới, thà tới luôn. Còn mà không biết là không biết luôn thì nó dễ trị. Còn thứ ương ương dở dở khó trị. Có người hỏi chúng ta tu hành tu theo đạo nào không biết, tôi nói là không biết có phải Phật giáo không, mà nói chứ kiểu ngang tàng. Hỏi tụng kinh để làm cái gì? Thấy ta tụng kinh ngạo, tụng kinh làm cái gì?
tôi nói tụng kinh để đừng có nói bậy, đừng có nghĩ bậy, đừng có làm bậy. Nhiều đó thôi, không cần trả lời nhiều. Hai vì anh không tụng kinh giờ này, Phật tử không tụng kinh là Phật tử ở nhà sao? Có khi nói bậy phải không? Có khi nghĩ bậy, có khi làm bậy. Trong khi mình tụng kinh, mình không nói bậy, vì mình đọc kinh mà mình nói nó lời Phật dạy mà. Mà chú tâm vào tụng kinh thì không nghĩ bậy. Mà ngồi trang nghiêm tụng kinh thì không làm bậy, như vậy là phước rồi. Chứ không cần nói những cái nghĩa gì cao siêu hết á. Cho nên đó, quý vị nhớ một điều á. Đức Phật ngày xưa tuy rằng Ngài là người mẫu mực ha, người điềm đạm thì chứ Ngài có khi Ngài cũng trả lời nhiều câu móc búa lắm à. Mình ngày nay thì tại vì nhiều khi rồi cái cách của tôi nó hơi mạnh bạo, cho là mạnh bạo thì nó phô thiển, chứ sự thật Phật ngày xưa có khi trả lời cũng móc búa lắm đó. Cho nên cái người mà hỏi đàng hoàng mình trả lời theo kiểu đàng hoàng. Có nhiều người vô hỏi chứ giảng pháp nó là Phật, cái gì Phật cũng biết hết. Vậy chứ trái mít có trước hay hộp mít có trước, con gà có trước hay trứng gà có trước. Tôi hỏi giờ tôi trả lời, anh muốn khôn hay là muốn ngu? Mà anh muốn khôn tôi thì đừng có hỏi, mà muốn ngu thì tôi trả lời theo kiểu ngu cho mà nghe. Bây giờ tôi nói con gà có trước anh chịu không? Ồ, anh không chịu. Anh nói vậy gà có trước thì cái gì ra con gà? Thì vậy tôi nói cái trước có trước anh chịu không? Vậy thì mình đi vòng vòng vậy thì mình ngu chi, mình đi cho nó một vòng vòng vậy phải không? Cho nên cái Phật giáo của mình không phải cái gì cũng trả lời. Có những cái người ta hỏi mà hỏi cầu đạo mình trả lời. Còn hỏi mà kiểu như để mà hỏi chọc tức thì mình trả lời là mình ngu. Cho nên có nhiều khi có người nhiều người là hỏi Phật chứ thế giới này hữu biên hay vô biên? Thế giới này thường hay là vô thường? Thế giới này thế này thế nào? Phật làm thế nào? Ông cũng trả lời. Chứ đâu phải cái chuyện gì Phật cũng trả lời đâu, quý vị biết không? Cho nên người Phật tử mà càng hiểu biết bao nhiêu thì không cần phải trả lời khi không đúng chỗ. Tôi nói hết những cái tâm tình, những cái ý đạo. Bởi vì tôi không nghĩ rằng ngày mai tôi còn sống, cho nên ngày nãy tôi nói được, tôi cố gắng, tôi nói. Tôi muốn đem hết cái tấm lòng của mình để là xiển dương cái chánh pháp. Để tôi đền ơn Phật Tổ, đền ơn cha mẹ, đền ơn thầy, bạn, đền ơn thí chủ Đàn Na đã nuôi dưỡng tôi 27 năm qua. Bây giờ tôi muốn nói, tôi không giấu các Phật tử cái gì hết. Mà tôi nói chừng nào không nói được thì thôi, chứ có cơ hội cứ nói. Mà nói đúng chân lý, nó không có huyễn hoặc quan đường, nó không có mê tín dị đoan, nó không có lừa bịp Phật tử. Tôi nói đúng chân pháp như vậy, để các vị nào mà phát cái tâm quan hỷ được, rồi tu hành nó có an lạc ghê lắm. Mà cái an lạc, cái sự tu hành mà có an lạc, không có phải đó, có tiền mà mua được đâu. Không phải có quyền lực mà có được đâu. Mà nó đòi hỏi cái tâm của con người. Như vậy thì tôi nhắc lại đại chúng nè, bây giờ quý vị muốn hết khổ trong tương lai thì phải làm sao? Phải trồng cái nhân lành ngay hiện tại. Cái đạo Phật là đạo nhân quả phù thành. Chứ tôi có lần tôi đã nói, tôi nói đi nói lại quý vị nhớ không? Tất cả cái danh từ mỹ miều nào trên thế gian đều có danh từ đối đại. Riêng với danh từ nhân quả là không có cặp từ nào để đối danh từ nhân quả. Bởi vậy mới gọi là chân lý tối thánh. Mà đạo Phật dám nói lên cái chân lý nhân quả tối thánh. Mình sống cuộc đời này cái gì phải, cái gì trái, cái gì đúng, cái gì sai, thật sự phàm phu mình không quyết định được đâu, mà nhân quả quyết định. Nhân quả quyết định. Để chúng nhớ không? Vậy thì cuộc đời này quý vị đâu phải là quan tòa, quý vị đâu phải là cái bậc tiên tri, quý vị đâu phải là bậc thánh, mà quý vị biết đúng là sai. Vậy thì quý vị dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà biết đúng với sai? Thì phải dựa vào nhân quả.
con hát trọng đi, phải dựa vào nhân quả. Có nhiều khi cái đúng chúng ta thấy hôm nay là đúng, nhưng mà cái đúng bây giờ